Trời ơi. Nói nghe. Trời ơi quá trời. Trời ơi ở đâu dữ vậy? Trời ơi. Trời ơi. Cứu tôi, cứu tôi. Ôm như ông bao lì xì. Trời đất ơi. Lực lên. Dạ cảm ơn, dạ cảm ơn. Bông này, dạ cảm ơn trai. Bông hãy xây dòng nha. Đó. Có từ trại này nó qua trại khác đó. Chứ không. Làm gì hôm nay xong rồi quắt qua trại kia tao tặng tiếp. Ở đâu mà dữ vậy mà. Bông không thay đổi chứ thay đổi chủ hả? Đúng rồi. Và lời tiên phép đi vô đông gửi đến tất cả chị, tất cả mọi người có bạn trong chương ngày nay. Lưu xuất sức khỏe mình chào chân trọng nhất là. Dạ chúc anh mấy chị là một ngày mới có tài có lộc, tiền xu này túi tiền giấy đầy bao, đi ăn được khao về nhà được trước tiền thì còn trước không còn nhưng có sao, nói chung là tiền đầy túi tình đầy tim, sung sướng ban đêm hạnh phúc ban ngày, là chúng ta hay trảo tay thật lớn đúng không ạ? Cảnh ông cầm 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 hụ cứu cái cây ê cần quá em ơi, bữa nay vô đây chi mà đập lần gọn vậy, vô thăm bạn. Thăm bạn đâu? Nó thăm thằng Trí cái này, cái thằng Trí nào mà Trí Trí ơi. Ủa sao trí nhiều vậy? Nhiều trí lắm. Nhiều trí quá. Tao nói cực khổ trăm bề mới tới đây được. Đi cực khổ lắm hả? Ờ. Đi từ đâu lắm? Tao nói tao từ quận nhất, bức trước, quận 2, lai lai, quận 3, lai lai, quận 4, quận 4, quận 5, âm thầm, quận 6, ăn cháo, quận 7. Trời ơi. Lẽ nhảy quận 8, ăn cám, quận 9, đến quýnh, quận 10. Ờ. Bắt cờ 11, ký nhộn, tăng bệnh, bệnh, tăng bố đang chạy rất bằng cái vú tụ tiên. Trời ơi. Được chưa lực cứ vú chạy đây luôn. Chưa lực được. Chạy đây liền. Chạy đây liền làm gì? Vô đây làm gì? Vô đây làm gì đây? Vô đây hề hề văn nghệ. Hề hề văn nghệ hả? Hề hề với văn nghệ luôn. Rồi có gì phục vụ với mấy anh em ở đây không? Ờ muốn chơi cái gì? Nuốt lửa, bóc đèn, nhai lửa lam, nuốt ghế, nuốt nuốt nước suối, nuốt luôn chúng này luôn. Rồi tôi làm được đủ thứ vậy? Ừ. Ai sơ hở là đút, sơ hở là đút. Giờ muốn làm gì trước nè? Giờ bây giờ là nãy ông kia là thông minh đó. Ông kia là hát quá trời người luôn rồi đó. Ê hề hề. Ê hề. Bây giờ chơi trí tuệ đi. Trí tuệ. Ừ. Vậy trí tuệ làm gì nữa? Trí tuệ mình chơi đố đi. Đố ai vậy? Đố. Mẹ mới đố của mấy con chú đuối vậy? Đuối không? Đuối. Đố vui vui không? Vui. Thì vui hơn không? Vui hơn. Đố được rồi. Đố một câu rất là mới. Mới. Đố cá trên tròn. Ông nội với con cá chứ ông nội này cũng con cá. Cá trên tròn anh nhắc em nha. Không biết con nhắn ý vậy không biết ý cái gì nhỏ con con cá mập đi sai cá đuối đi sai cá ngựa sai chứ cái gì hình tròn cá hình tròn là cá chim chim đúng không ạ à? Quá trời quá trời ông nào ở đây cũng tào lao vậy tôi đố cái đường vậy hay đi chùa đường nhà đi chùa đường Tây Ninh bảy đường về An Giang không đúng à nhà xa lộ Hà Nội sai chứ đường gì đi chùa đường Tam Tạng đi chủ hồi bên đằng tàu lao cái gì hình tròn à tiếp tiếp gì nữa bú gì cho cái bừng bú gì cho cái bừng bú gì cái bừng không biết sao không đóng vậy bú sữa cái gì bú. Sao sao lại đi bú gì cái bừng bú cái bừng là bú xin là bừng ba là bừng ba là bừng à đúng không à này chắc tao lấy cái ghế đạp cầu rồi mà hơn thì quá trời rồi đấu tàu lao không tàu lao bây giờ hát hò diễn xuất gì phục vụ cho anh em đi bây giờ mình sẽ đấu thơ đi thơ hoài vậy bên kia thơ chưa bên kia cũng mấy câu thơ rồi đó vậy đó hả đấu thử đi thử nữa hả ok câu đầu tiên nè vế đầu tiên đuối đàn vế nha đúng rồi xuống đây chơi đi sao lên chẳng hoài vậy ồ quá anh diễn cho mẹ đi nè là hai hai anh lên diễn cho mẹ đi sao không dữ quá sao mà dữ ta vô mà sao ồn quá trời à câu đầu tiên tay cầm nón lá che che tay cầm nón lá che che ừ. Tưởng ta người mẫu ở nhà ăn xin đúng không à là thế mới đi ra đường đó ừ câu tiếp theo đi. Tay cầm ống chích lăm le trả lời đi nói mà ổn là bị tay cầm ống chích lăm le ok lấy ông xin lắm không nói lại đi tay cầm ống chích lăm le tưởng đâu bác sĩ ai gì à gì kia quá trời hợp lý tay cầm laptop cầm kè tay cầm laptop cặp cặp kè cặp cái chỉ vô cái kẻ ba vậy thì cặp cái kè vậy nè không biết tự đố luôn đi yếu kè vậy yếu vậy ừ sao tay cầm laptop cặp kè tưởng đâu giám đốc ai về hacker bị hắt đứt mấy lần tương tự nè thì đó bị sợ hoài nói nghe bây giờ diễn xuất cho bà con ta coi đi diễn xuất diễn xuất thì bây giờ diễn ra tuần này gì bây giờ tuần nào ok lan điệp thôi kỳ quá tướng xuất mà thể được
Hỏi mấy em thích đường đó không? Ăn thích đường. Đuối cướp bà thấy đường nha. Cái gì từ từ đi. Cái gì là cầu á? Bà nội dự ơi, em ngồi dưới quà hết luôn. Được cái mặt thêm bộ đồ nữa. Anh còn dư bộ đồ cho em bộ. Mặc không? Không biết sao cái mặt em phù hợp không khí ở đây lắm. Vậy đó hả? Hát đi mà cổ vũ cho. Dạ, mùa xuân đã về cho các quê hương rồi. Cho nên ngày mai đi Du Lâm xin tặng quý vị một ca khúc được mang tên Hết Trả Hết. Âm thanh đường vô rồi đi em ơi, em ơi. Âm thanh ơi, âm bình ơi. Cái đó nó coi hề, nó vô không chạy nhạc. Âm bên đói. Ủa có chạy xô bên kia không? Cái gì em bây giờ em phải qua bên kia nữa hả? Đúng rồi, mình chạy xô mà. Trời, bây giờ là em phải qua bên kia phục vụ tiếp rồi mấy anh ơi, em chạy xô mà. Dạ, bây giờ em đi nha. Ở lại. Ủa đâu, ở đâu có live stream không dòng khen vậy? Sao bị gì? Ở lại chi? Ở đâu có tao mở live stream bán thẻ rồi. Ủa em ở lại chi? Trời, ba có hoài vậy. Cảm ơn anh nha. Dạ, bây giờ phải qua bên kia phục vụ tiếp cho các anh em rồi. Em rất vui khi được phục vụ các anh ở đây và chúc cho tất cả mọi người luôn luôn được nhiều sức khỏe và gia đình ở nhà lúc nào cũng bình an. Cảm ơn. Một chào đây bây giờ. Chả mong vậy rồi. Ok, cầm mong lắm, tặng nữa nha. Đó, nè, tặng cái mong rồi, đéo mèo nè, coi nè. Ờ, đó cơ. Dạ rồi. Ý. Sao cầu lát o được theo vậy? Ủa sao cầu lát hơn tôi vậy? C, ok. Nhà sắp giờ. Ngoài đường này em hát chết thôi đó. Vô đây hát chết phượng đen mắt. Hát chết phượng quá. Thở thân đổi. Dạ, bây giờ muốn đổi món mà. Có một con bé đẹp lắm. Rồi, con đẹp thiệt đẹp nãy Diễm đẹp không? Con đẹp mắt vừa con Diễm. Ok không? Dạ, kêu ra nha. Biết lý nhà kỳ không? Lý Nhân Kỳ có mặt ở đây nha. Cái gì? Anh định làm gì tôi? Anh định làm gì tôi? Thôi không thì bớt tặng đi bên kia cũng vậy, tặng xong cái gom lại tặng nữa. Cái gì mà ông gì muốn tiết kiệm? Bên kia cũng chạy vừa ôm nắm tông ra cái anh gọi là quản giáo, anh tịch thủ lại anh phát tiếp. Trời, thử tặng như vậy, cảm ơn ạ.
thôi mắc cỡ, từ từ đúng không? Thì đi ra đi vô đây chi đây? Kiếm chồng hả? Ở ngoài sao kiếm vô đây chứ? Chơi quá luôn. Cái gì? Người ta chơi. Người ta chơi. Cái con cá thì tôi hứa chờ, thấy không?
Tự nhiên cái đó người ta ngãi nghe nè. Giờ làm gì? Đổi không khí đi. Không khí đi. Đúng rồi, ở đây là khu con gái, là phải nói là sự phóng bé này là ai cũng thích. Nhưng mà có anh trai này thì thấy là khu con trai.